một tác phẩm mang tên Tình quê hương đang trưng bày tại khu danh lam thắng cảnh Hòn Trồng, hội quán Nha Trang. Quê hương với mái nhà tranh, hàng dừa, bụi chuối và bộ ấm trà. Tĩnh vật miền quê, một màu xanh của hy vọng và bộ ấm chén gốm. Mời bạn ghé Vịnh Nha Trang và đến Hòn Trồng, khu danh lam thắng cảnh để thưởng lãm những bức tranh này nhé. Một bức tranh sen.